vi khuẩn corona đó thì được đặt tên là COVID-19 đó, tức là 19 đó. Thì là cái mỗi cái vi khuẩn mà họ cũng đặt tên để cho nó dễ phân biệt đó. Thưa quý vị, là dĩ nhiên nó khởi phát ở tỉnh Hồ Bắc là cái trung tâm của cái dịch này. Nhưng mà hiện bây giờ thì rõ ràng là cái điều mà người ta ghi trong này là skyrock, có nghĩa là nó vụt lên, thành ra cái con số khá nguy hiểm. Mà tất cả bây giờ cái mối lo của thế giới là đúng là nó có thể biến thành đại dịch lắm. Bởi vì chúng ta thấy trong một ngày mà nó lên tới gần 15.000 ca mới, đó là chưa kể bắt đầu họ bị bối rối trong chính quyền của bên Trung Quốc, họ đổ tội cho nhau lung tung. Và một lát nữa chúng tôi sẽ còn trình bày chi tiết những cái chuyện bên trong. Nhưng mà quý vị thấy không, với cái tình hình nó lên như vậy đó, thì cho nên người ta rất là lo ngại. Là tại vì bên lúc đầu họ vẫn nói cái điều mà nhiều người cũng nghi ngờ, nhưng mà nó đã thành sự thật. Tức là lúc đầu vì những cái dấu diếm, chúng ta còn nhớ là cuối tháng 12 là bắt đầu bị cái vụ này, nhưng mà lúc mấy tuần đầu thì bên Trung Quốc họ cố tình giấu giếm, cho nên là không ai biết được sự thật. Chính vì đến khi mà WHO mà đã tuyên bố chính thức là bắt đầu nó đã phát triển khá mạnh rồi, đó là chính là trường hợp mà bây giờ nó trở nên rất là nguy hiểm và người ta chưa biết như thế nào. Nhưng mà hiện bây giờ thì chúng tôi có cái tin là ông Tập Cận Bình thì ông lại lấy cái cớ là cái những nhân viên ở dưới đó, như y tế đó, là không báo cáo đúng giờ đúng giấc, không có làm việc đúng cách, thành ra để cho cái cơn dịch này nó trở thành nguy hại, nguy hiểm. Nhưng mà thực ra mình cũng hiểu là trong một chế độ như vậy rất khổ, ở cái điểm là nhiều khi có những công việc ở trên, chính sách họ như thế nào đó, đến lúc có chuyện gì thì họ lại đổ cho dưới, tức là nhiều khi mình ở những cấp dưới đành phải coi như là con vật tế thần, phải là chịu tội, nhiều khi chịu tội cho ông Tập thì ông lại đổ tội là chính những cái quan chức ở Hồ Bắc này đó, và những người trưởng y tế đã không có làm việc kịp thời và không có cảnh báo tất cả, nên bây giờ nó mới xảy ra như vậy. Nhưng mà mình cũng hiểu là lúc đầu thời chính sách của Trung ương họ đâu có muốn. Trung Quốc thì mình biết lúc nào họ cũng cố gắng giấu giếm, những quốc gia mà độc tài như vậy thì chả bao giờ, khi nào mà hết cách rồi đó thì họ đành phải thú nhận thôi. Bây giờ thì là những một số người bị sa thải, thưa quý vị, ở cái tỉnh Hồ Bắc này, những viên chức hoặc là về chính quyền cũng vậy, mà về bên y tế cũng vậy, bị sa thải là bởi vì coi như là để ông đổ tội cho những cái cấp dưới, thưa quý vị. Dạ vâng, thì thực sự là nếu như mà cái việc là ông Tập lên tiếng để mà đổ cho cấp dưới thì cái việc này cũng là một hành động mà chúng ta thấy là khá là hèn nhát, cowards. Tại vì quý vị cũng nhớ là một cái vị bác sĩ mà chúng tôi đã từng đưa tin tới quý vị là cái người mà đã tử vong cách đây vài ngày, là người đầu tiên tại cái tỉnh Vũ Hán đã phát hiện ra cái sự khác biệt của coronavirus, và ông là người đã lên tiếng đầu tiên cảnh báo tất cả các đồng nghiệp, bằng hữu và thân nhân của mình rằng họ phải rất cẩn trọng, bởi vì ông thấy rằng cái loại virus này có phần rất nguy hiểm. Cùng đó, ông đã khuyến cáo mọi người là phải bảo vệ bản thân cũng như gia đình trước cái vấn đề của cái virus. Tuy nhiên, cái vị bác sĩ này thì ông Ly đó, sau đó đã bị chính quyền ở tỉnh Vũ Hán đã tới gặp gỡ và bắt ông ký vô một cái văn bản mà yêu cầu ông ký cái văn bản này là đã nói ra những điều không trung thực và gian dối, và ông đã buộc phải ký vô cái văn bản đó. Tuy nhiên, sau đó thì chính ông là một trong những cái nạn nhân của cái virus nguy hiểm này, và bác sĩ Ly cũng mới lìa đời cái hồi trong cái cuối tuần qua và đầu tuần này. Thì cái việc, thưa quý vị, là một trong những cái người mà họ dũng cảm, họ cất lên những tiếng nói để bảo vệ và cũng như là để báo động cho tất cả mọi người biết là cái tình hình dịch bệnh nó là như vậy, thì ngay lập tức là bị chính quyền cộng sản đã bịt miệng lại và bắt họ phải ký vô một cái văn bản và nói rằng là họ là những kẻ nói dối. Thì như vậy thì cái việc mà ngày hôm nay ông Tập Cận Bình lên tiếng và đổ lỗi cho cấp dưới và những cái giới trách ở phía dưới quyền của ông là đã không loan báo đúng lúc kịp thời, thì cái hành động đó của ông cần phải coi lại. Vì so sánh cái hành động của ông Tập Cận Bình, lời tuyên bố của ông Tập ngày hôm nay với cái hành động và những cái lời cảnh báo của cái vị bác sĩ có lương tâm, ông Ly, khi dịch bệnh mới bùng phát vào hồi cuối tháng 12 năm 2019, thì chúng ta thấy rằng người nào mới thực sự là một người hùng và kẻ nào mới thực sự là kẻ tiểu nhân. Thì nó ở đây nó không phải là cái vấn đề là chúng ta ngồi ở cái địa vị nào, vị trí nào, là tư cách nào mà có thể cho rằng là mình là cái người là một người hùng hay là người được quyền để mà chỉ trích những người khác. Tập ông có cái tỏ ý, ông nói là vì ông cũng lo ngại đó, nếu trong 6 tháng tới, những ngày tới
hay là một năm tới mà không giải quyết được cái này thì nó có thể đại loạn lắm. Vì thế ông ta bây giờ đổ hết cho cái thành phần lãnh đạo của cái tỉnh Hồ Bắc và những cái viên chức về y tế, trưởng ngành y tế ở đó là đã không có under, ông nói là under report, là không có trình bày hết. Nhưng mà thực ra nhiều khi lúc đầu họ cũng đâu biết chính sách trung ương làm sao, họ không có dám. Nhiều khi làm sai thì lại bị phạt, nó khổ lắm. Trong cái chính sách mà trên đê dưới búa, chúng ta biểu là dưới chế độ độc tài, cũng như bên Việt Nam cũng vậy thôi. Cho nên đôi khi cái người chưa biết, có khi khi mà cái chiến công thành tích á, thì cái cấp trên lãnh hết, và khi có chuyện gì thì cái cấp dưới phải lãnh, cái lãnh có lẽ lãnh đòn dùm cho cái chóp bu ở trên. Thành ra đôi khi cái này cũng là một trường hợp để mình thấy. Cho nên là bây giờ thì ông bảo ông ta cũng lo lắng, là vì ông ta cũng nói là nếu không có giải quyết, bởi vì chúng ta thấy bây giờ ngưng trệ hết mà. Người ta chiếu những cái cảnh Bắc Kinh ngày xưa là đông đảo mà bây giờ nó vắng hoe không có ai. Nhiều cái bị cấm cũng như các phương tiện thì chuyên chở nó bị ngưng trệ là hết. Mà chúng tôi cũng nói đấy, Trung Quốc là một cái nền kinh tế kể như là thứ hai thế giới rồi. Coi như người ta nói là Trung Quốc là một cái xưởng sản xuất hàng hóa đi khắp nơi mà, lớn lắm. Thành ra dĩ nhiên có trao đổi, nhưng chẳng chịt lắm. Cho nên là có thể là cái bước tương lai ông cũng lo lắng, ông nhìn thấy có thể là không giải quyết được. Bởi vì cái, bây giờ cái cơn dịch này nó có vẻ nặng nề lắm rồi. Nó có vẻ không có phải là cái chuyện mà có thể giấu giếm được nữa. Nên vì thế mà ông ta đã nói cái đó. Là như vậy, ông tôi đổ cho những cấp dưới đó. Và ngoài ra thì người ta trong này người ta cũng nói về cái crew đó thưa quý vị. Là bây giờ có những crew thì những người ở trên đó rất là khó, bởi vì ở bên Nhật á thì bây giờ vấn đề là những người đó chỉ có những người lớn tuổi, họ nói có vài người là khi mà và thử thấy không có nhiễm nặng thì mới được thoát ra khỏi cái tàu đó và được đến những cái địa, những cái nơi mà dĩ nhiên là cũng quy định để mà tiếp tục điều trị đó. Chứ còn những người đang kẹt trong con tàu đó thì không cách nào được hết. Cho nên họ chỉ mong chờ, và họ nói là bây giờ bị nhốt trong phòng chứ không được đi ra nữa, không trong cái diện tích phòng chật chội chứ không có được đi ra ngoài, là vì họ cũng sợ cái dịch chung đó bây giờ rất khó kiểm soát. Ngoài ra thì có nhiều trường hợp bệnh nhân ở địa phương, họ nói bây giờ khi họ đến cái cơ sở y tế thì không có người, không có đủ nhân lực, không có đủ phương tiện, cho nên rồi cũng chỉ nói qua loa rồi họ lại không cho họ ở đó, bắt họ về, họ muốn được thử nghiệm. Bắt về thì khi họ về như vậy, có thể họ lại mang cái mầm mống dịch đó về nhà và về địa phương. Thành ra bây giờ cái tình hình ở trong ngay cả Trung Quốc họ có những biện pháp chung chung, nhưng họ nói là rất khó kiểm soát. Nó vẫn có những cái đường lẻ tẻ mà không kiểm soát được, cho nên là cái cơn dịch này nó sẽ còn phát triển chứ không thể nào mà chưa có cái dấu hiệu gì để mà để nó giảm bớt được, thưa quý vị.